Thưa quý vị, Đà Nẵng đang từng bước khôi phục kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng sau đại dịch COVID-19. Một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Trong đó, khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung đang là hai địa chỉ lý tưởng được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Ngày 10 tháng 11 vừa qua, đoàn 35 doanh nghiệp Thụy Sĩ và Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, AmCham Đà Nẵng cùng các hàng Credit Suisse đã đi khảo sát thực địa và tìm hiểu môi trường đầu tư tại khu công nghệ cao Đà Nẵng, khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng IT Park. Hiện đã có một dự án đầu tư của Thụy Sĩ vào khu công nghệ thông tin tập trung. Chúng tôi rất vui khi được đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư ở Đà Nẵng và nhận thấy rằng khu công nghệ cao và các khu công nghiệp của thành phố đang thu hút rất đông các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư. Hiện trong đoàn có nhiều doanh nghiệp chuyên về sản xuất các ngành công nghệ cao nên rất mong muốn tìm hiểu về các thủ tục liên quan đến hệ thống thuế và các thủ tục pháp lý cũng như những vấn đề cần thiết hỗ trợ cho doanh nghiệp mới đầu tư vào đây. Chúng tôi mong muốn thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao có diện tích hơn 1.128 ha, khu công nghệ thông tin tập trung giai đoạn 1 có diện tích 131 ha. Đà Nẵng còn có 6 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích hơn 1.000 ha đang hoạt động và 4 khu công nghiệp mới đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư với tổng diện tích 939 ha. Các ngành nghề đầu tư ưu tiên thu hút vào các khu trên bao gồm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, các dự án có công nghệ tiên tiến hiện đại, thân thiện với môi trường. Tôi đánh giá rất cao tiềm năng của khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung của Đà Nẵng. Vì vậy, Hiệp hội chúng tôi sẵn sàng làm cầu nối để giúp cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ đưa vào đây. Và không chỉ phục vụ cho nhà đầu tư Hoa Kỳ, mà chúng tôi cũng sẵn sàng kết nối các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào đây. Theo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, từ đầu năm cho đến nay, đơn vị đã cấp mới cho 17 dự án đầu tư, trong đó 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 65 triệu đô la Mỹ, 14 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư gần 3.200 tỷ đồng. Điều chỉnh 73 lượt dự án, trong đó có 22 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng là 432 tỷ đồng và 27,52 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thu hút 513 dự án, trong đó 383 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng và 130 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 1,9 triệu đô la Mỹ.